Rang xin chào bạn. Sau này Rang xin giới thiệu các bạn bộ khoen bát Fuji. Để các bạn về dự cần hoặc các bạn muốn thay bát thì có thể liên hệ Rang ship cho. Bát Fuji. Nhìn chiếc Fuji đây. À, kích thước của nó bản chân máy đây các bạn. 15 bản rộng của chân máy là 15, hơn 15 tỷ. Bản thứ 8 đo đoạn này hơn 13 tí, 13 năm các bạn. Trọng lượng, cân trọng lượng không? Trọng lượng của bát này, trọng lượng của bát là 32 gram. Trên lệch lâu mấy gam lại lên lại bật 4 gam. Đây là khoen hai chân, khoen LC rất gọn Fuji các bạn. Dẫn cân các bạn từ khoe này từ 6 đến 20 các bạn, kích thước của nó vừa rồi đang đã giới thiệu các bạn bộ khoen bát Fuji để dùng để dẫn cân, có thể bát các bạn có thể về thay bát. Đang xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đăng Fishing.